mọi người một cái bao hoa để đựng đồ như thế này nha. Cái này thì ngoài việc mà mình có thể đựng vừa AirPods này, son, mọi người có thể đựng những cái thỏi son nhỏ. Cái AirPods này là mình chỉ minh họa thôi, mọi người có thể đựng được bất cứ cái loại AirPods nào khác nha. Nó cũng rất là rộng. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về cái phần này nhá. Trước hết là mình sẽ tạo cái phần bông hoa này. Cái này thì là cái phần dây mình trang trí. Nếu như mà bạn nào không thích cái lủng lẳng này thì mình sẽ không cần làm được, mình sẽ bỏ qua. Cái này nó có thể điều chỉnh lên xuống này mọi người, rất là đáng yêu luôn. Kiểu mình thấy nó cho thêm hai cái quả này vào cho nó đẹp hơn ấy. Còn nếu như mà mình chỉ có mỗi bông hoa thì mọi người sẽ dừng ở đấy nếu như mà mọi người thích, và có thể tùy ý. Ngoài ra thì cái chỗ này mình có một cái lỗ này, mình có thể cho sản phẩm vào. Đó, xong rồi mình sẽ luồn nó vô cái lỗ này. Đó, như thế này thì nó sẽ thắt lại được. Và cái phần dây dài này mình có thể thắt vào kiểu túi các thứ, rất là đáng yêu. Bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu về nguyên liệu nhé. Về cái phần nguyên liệu, ngày hôm nay mình sử dụng len Mucotone 125. Và nếu như mà mọi người không muốn sử dụng len này thì sử dụng bất cứ loại len sợi nào khác đều được nha. Và mình sẽ sử dụng kim 3.0mm. Mọi người chọn cái kim móc phù hợp với cái kích cỡ sợi. Nếu như mọi người sử dụng sợi dệt hoặc các loại sợi khác thì đều được nhé. Một chút bông để mình nhồi vào phần quả cherry, kim khâu và kéo. Như vậy là hoàn thành xong. Bây giờ sẽ cùng mình tìm hiểu về cái phần móc nha. Trước hết sẽ cùng mình tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó mọi người chốt lại, móc lên cho mình hai bính. Bây giờ mọi người móc vào trong vòng tròn này 15 mũi kép đơn. Lấy len đâm vào vòng tròn, kéo qua 2, kéo qua 2. Như vậy là mọi người được một mũi kép đơn. Mình sẽ làm thêm 14 lần nữa, các bạn sẽ có 15 mũi nhé. Một mũi, hai mũi rồi này, mũi bính mình không tính nha. Chân tiếp theo số 3. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Sau khi mình đã được 15 mũi kép đơn thì bây giờ mình sẽ rút cái dây ở trong vòng tròn ma thuật này lại. Rồi, bây giờ mọi người sẽ trượt vào chân mũi kép đơn đầu tiên. Tại đây. Trượt. Và cắt len đi. Bây giờ mọi người sẽ đổi màu len. Mọi người muốn bông hoa màu gì thì mình sẽ đổi thành màu len đó nhé. Mình sẽ sử dụng hoa màu tím cho nên mình sẽ sử dụng màu tím. Bây giờ mình sẽ đâm vào chân mũi kép, kéo vào, móc lên hai bính. Sau đó mọi người sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào chính vị trí đó. Bây giờ mọi người lấy len đâm thêm một lần nữa vào chính vị trí đó. Như vậy mình sẽ được một mũi kép đơn tăng. Một chân mũi mình móc hai mũi kép đơn thì mình sẽ gọi là mũi kép đơn tăng. Lặp lại như vậy với tất cả các cái chân mũi. Mỗi lần thì mình móc hai mũi kép đơn chung chân như thế này. Và như vậy mọi người sẽ được hai mũi kép đơn tăng. Lặp tiếp cho tới chân mũi cuối cùng. Chân mũi kép đơn tăng số 3. Và làm như vậy cho tới chân mũi kép đơn số 15 nha mọi người. Thì như vậy là các bạn đã tăng được mũi nhé. Sau khi mà mình đã được 15 mũi kép đơn tăng thì tổng số chân mũi mình đang có đó là 30 chân mũi. Bây giờ mọi người sẽ trượt vào chân mũi kép đơn đầu tiên. Và bây giờ mọi người sẽ cùng mình sang hàng tiếp theo, lên một bính. Tiếp theo hàng 3. Trước hết mọi người lên một bính rồi này. Chân mũi đầu tiên mình bỏ qua nhá. Chân mũi đầu tiên bỏ qua này, lấy len đâm sang chân bên cạnh móc mũi nửa kép. Lấy len đâm sang chân bên cạnh móc một mũi kép đơn tăng. Vẫn vào vị trí đó nha. Đây gọi là mũi kép đơn tăng. Tiếp theo lấy len hai lần. Mình móc một mũi kép đôi tăng.
Lấy len, vẫn vào vị trí đó. Sau đó móc một mũi kép đơn tăng. Trên bên cạnh móc một mũi nửa kép và trượt vào chân bên cạnh. Như vậy là mọi người đã được một cánh hoa. Giờ mình sẽ lặp lại chu trình. Đầu tiên là mũi nửa kép, sau đó mũi kép đơn tăng, tiếp theo mũi kép đôi tăng, rồi lặp lại mũi kép đơn tăng. Và mũi nửa kép. Mũi cuối cùng sẽ là trượt. Như vậy là mọi người đã được hai cánh hoa. Cánh hoa số 3 sẽ lặp lại cánh hoa số 2. Đầu tiên là nửa kép, mũi kép đơn tăng, mũi kép đôi tăng, mũi kép đơn tăng, mũi nửa kép và trượt. Và bây giờ mọi người lặp lại cánh 2 và cánh 3 thì mọi người sẽ được thêm hai cánh nữa nhé. Sau khi mà mọi người đã móc xong mũi nửa kép là chân mũi cuối cùng thì mình sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên và móc lên một bính. Bây giờ mình sẽ cùng nhau sang hàng cuối cùng nhé. Hàng cuối cùng mọi người sẽ móc như sau. Tại chân mũi nửa kép đó mọi người móc mũi đơn. Đây là chân mũi đầu tiên. Chân bên cạnh móc một mũi nửa kép. Bốn chân mũi tiếp theo mọi người móc bốn mũi kép đơn tăng. Tại mỗi chân mũi này thì mọi người sẽ móc một mũi kép đơn tăng. Tức là bốn mũi, tổng cộng mình sẽ có 8 mũi nha. Như vậy là mọi người đang có 4 mũi kép đơn tăng. Trên bên cạnh móc mũi nửa kép. Trên bên cạnh móc mũi đơn. Và tại chân cuối cùng này móc một mũi trượt. Thì ở đây cánh hoa của mọi người nó đã to ra nha. Và bây giờ mình sẽ lặp lại công thức như vậy với cánh hoa số 2. Chân đầu tiên mọi người móc mũi đơn. Trên bên cạnh mọi người móc mũi nửa kép. Tiếp theo mọi người sẽ có 4 mũi kép đơn. 4 mũi kép đơn tăng. 1 2 3 và 4. Sau khi được 4 mũi kép đơn tăng, mọi người sẽ móc 1 mũi nửa kép, 1 mũi đơn và kết thúc là 1 mũi trượt. Ok, như vậy là các bạn đã được 2 cánh hoa, lặp lại như vậy với 3 cánh còn lại nhé. Sau khi mà mọi người đã móc xong cuối cùng cánh cuối cùng thì bây giờ các bạn sẽ nhìn này, tại cái hàng này mọi người móc cho mình một mũi đơn vào đây. Mọi người nhìn thấy không? Ở cái vị trí này. Kéo cho nó lên cao bằng nhé.
Như vậy là mọi người sẽ được một mũi đơn. Sau đó chân mũi này mọi người bỏ qua, móc sang đây một mũi đơn. Chân bên cạnh móc một mũi đơn tăng, hay còn gọi là mũi tăng đó. Mình sẽ móc một mũi này và 8 mũi. Mình móc 7 mũi nữa. Tổng cộng có 8 mũi nha mọi người. Ba mũi rồi này. Bốn mũi rồi này. Năm mũi rồi. Sáu. Bảy. Và tám mũi đơn. Sau đó chân bên cạnh mọi người móc một mũi đơn. Chân này mọi người bỏ qua này. Tới đây mọi người sẽ nhìn thấy cái chỗ giữa của cánh hoa này. Mọi người đâm vào giữa này nhá. Móc lên một mũi đơn. Tiếp theo, chân này bỏ qua, chân mũi đơn này bỏ qua này, móc sang cái chân nửa kép này. Móc một mũi đơn. Nó sẽ giống y bên này. Và bây giờ mọi người sẽ lại có 8 mũi đơn tăng. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau khi các bạn đã có 8 mũi tăng, chân bên cạnh mình móc một mũi đơn. Và mình sẽ bỏ qua cái chân này. Bây giờ mọi người sẽ tìm cái vị trí giữa. Đây, nó sẽ đối diện cái chỗ này này. Mình móc một mũi đơn vào vị trí giữa này. Đó. Thì đây là được hai cánh. Bây giờ cái cánh số 3 thì lặp lại của cánh số 1 và cánh số 2 luôn. Cái mũi đơn đầu tiên mình bỏ qua, mình móc sang đây một mũi đơn. Sau đó mọi người sẽ có 8 mũi tăng, rồi một mũi đơn. 8 mũi tăng này, đến đây, một mũi đơn. Cái mũi đơn này bỏ qua, mình sẽ lại đâm vào cái chỗ giữa này. Và mình cứ móc như vậy thì mọi người sẽ kết thúc được 5 cánh hoa. Và như vậy là xong nhé. Sau khi mình đã xong cánh số 5, thì bây giờ mình sẽ đã móc xong một mũi đơn này. Mũi này bỏ qua nhá, đâm sang cái chân mũi dài này. Các bạn móc một mũi trượt. Và như vậy mình đã hoàn thành xong. Bây giờ mọi người móc lên cho mình 50 mũi bính. Mình đã được 50 mũi bính thì bây giờ mình sẽ lại trượt vào chính chân mũi đó. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong. Nếu như mà các cái dây mọi người muốn làm ngắn hơn hoặc dài hơn thì mọi người có thể điều chỉnh cái độ dài nha. Bây giờ mình sẽ cắt len đi. Và mọi người sẽ sử dụng kim khâu để mình giấu cái phần len thừa nhé. Mình giấu ra xong. Tương tự như vậy với những cái vị trí kia. Mình cũng sẽ giấu đi. Rồi, như vậy là mình đã được một mặt. Mặt tiếp theo mọi người móc giống y mặt này. Tuy nhiên đến cái chỗ dây bính này thì mình chỉ móc 5 bính thôi. Thì tí nữa tới đoạn này mọi người sẽ cùng mình gặp nhau nha. Rồi wrap hai cái mảnh này lại là được nhá. Bây giờ mọi người sẽ quay lại từ đầu video và móc thêm một lần nữa cái mảnh này nhá. Đây là mảnh số 2 sau khi mình đã móc xong. Thì bây giờ khi mà mọi người đã trượt xong thì mọi người không lên 50 mũi nữa mà mình sẽ chỉ lên 5 bính thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Và mình sẽ trượt vào chính chân mũi đó. Thì mọi người sẽ được một cái lỗ nhỏ. Tí nữa mình sẽ dùng cái lỗ nhỏ đấy để luồn qua.
đâm ra phía sau nha. Và khâu nó đi. Như vậy là mình được hai mảnh giống nhau. Tí nữa cái dây kia sẽ luồn qua cái lỗ này. Đó, thì nó sẽ chập vào được khi mà mọi người đút đồ. Bây giờ sẽ là cái phần dây lá và cái quả ở phía dưới. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái lá nha. Thì mình sẽ có hai cái lá. Ở đây mình đã làm được một chiếc rồi. Trước hết là mọi người sẽ tạo cho mình một nút thắt. Sau đó mình móc lên 14 mũi bính. Sau khi mình đã được 14 mũi bính thì bây giờ mọi người sẽ bỏ qua chân mũi bính đầu tiên, đâm vào chân mũi bính số 2, móc một mũi đơn. Chân bên cạnh móc mũi nửa kép. Kéo qua. Trên bên cạnh móc mũi kép đơn. Mỗi lần được qua 2, được qua 2. Lặp lại thêm một mũi kép đơn nữa. Móc một mũi nửa kép. Móc một mũi đơn. Móc một mũi trượt. Được một bên, bên còn lại làm tương tự. Đầu tiên là mũi đơn. Sau đó là nửa kép. Sau đó là hai mũi đơn. Một mũi. Hai mũi. Nửa kép. Chân cuối cùng mình móc một mũi đơn vào đây. Các bạn móc thêm hai mũi đơn nữa vào chính vị trí đó. Và xoay ngang. Bây giờ mình móc đối xứng. Chân mũi bên cạnh. Đây. Mình móc mũi nửa kép đối xứng nhé. Cái dây này mình kẹp ngang. Tiếp theo, móc mũi kép đơn. Tiếp theo cũng móc mũi kép đơn. Tiếp tục một mũi nửa kép. Tiếp theo một mũi đơn. Một mũi trượt. Một mũi đơn. Một mũi nửa kép. Một mũi kép đơn. Thêm một mũi kép đơn nữa. Một mũi nửa kép. Mũi cuối cùng móc hai mũi đơn chung chân. Và hai. Và các bạn trượt vào chân mũi đầu tiên. Với cái lá thứ nhất thì mọi người sẽ móc xong và cắt đi. Còn lá thứ hai thì bây giờ mọi người đừng cắt len nhé, mà mình sẽ móc chập vào như thế này để được hai mặt đấy mọi người. Bây giờ mọi người sẽ cùng mình chập nhé. Hai cái mặt trái thì mình úp nó vào nhau. Những cái len thừa thì mọi người không cần phải quan tâm đâu, tại vì dù gì mình cũng mất đi ấy. Bây giờ mọi người sẽ đâm vào chân mũi số 1 ở đây. Tương tự như vậy. Mọi người tìm cho mình cái mũi trượt nhé. Đây là tại cái mũi đơn đầu tiên. Thì bên này mọi người cũng tìm cho mình cái mũi đơn đầu tiên, nó sẽ nằm ở đây này mọi người. Có 3 mũi đơn chung chân thì mình sẽ đâm vào cái mũi này. Đó. Các bạn kéo và trượt thẳng qua bên này. Đây. Ok. Tiếp theo. Chân nửa kép này. Bên này cũng chân nửa kép này.
Tiếp theo mũi kép đơn này. Thì đây cũng mũi kép đơn nhé. Mùa trượt mình vừa nhìn hai bên. Tiếp theo mũi kép đơn tiếp này. Tiếp theo mũi nửa kép này. Tiếp theo mũi đơn. Tiếp theo tại mũi trượt. Mũi đơn. Đấy, mình vừa móc và mình vừa nhìn. Mặt trước mặt sau tương ứng. Mũi nửa kép. Mình sẽ có hai mũi đơn tiếp theo. Tiếp theo là mũi nửa kép. Và tới đây mình sẽ có 3 mũi đơn. Mũi đơn số 2. Tại đây nó đang là cái chân mà mình trượt. Mọi người nhớ nhé, mũi đơn. Cái mũi trượt thì mình bỏ qua nha. Tiếp theo là mũi đơn. Xong 3 mũi đơn. Tiếp theo là mũi nửa kép. Hai mũi kép đơn. Một mũi nửa kép. Mũi đơn. Mũi trượt. Và mình làm tiếp tục như vậy tới cuối nhé. Sau khi mà mình đã trượt tới chân mũi cuối cùng thì mọi người sẽ cắt len đi. Và mình sẽ khâu. Mình giấu vào trong nhé. Ok. Rồi, như vậy là mình sẽ được cái phần lá. Tiếp theo là tới phần hai cái quả cherry ở dưới nhé. Bây giờ mình sẽ làm cái phần dây nhé. Mọi người sẽ tạo cho mình một nút thắt này. Các bạn muốn cái khoảng cách dây dài bao nhiêu thì mình sẽ làm dây cao bấy nhiêu nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện móc dây bính. Và bao nhiêu mũi bính thì tí nữa mình sẽ update với các bạn nha. Móc được 50 mũi bính nhé mọi người. Tí nữa khi mà mình ghép vào này thì cái dây đấy nó sẽ nằm đối diện với cái dây trên. Mình khâu lên như thế này. Chập đôi vào, sau đó mình khâu vào đây. Đó, xong rồi cái khoảng cách nó sẽ khoảng như thế này. Đó, thì đây là cái phần dây của mình. Thì mình thấy 50 mũi bính là vừa phải. Thì bây giờ mình sẽ dừng lại. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu. Cái này mọi người sẽ chập đôi vào nhá. Bây giờ mình sẽ sâu cái phần lá vào đây đã. Thì sâu phần lá bằng cách là mọi người sẽ đâm vào đoạn giữa của cái lá như thế này. Sau đó lôi cái dây này vào. Hoặc là mọi người có thể là dùng kim mình khâu. Tương tự như vậy với cái dây còn lại. Lên thì nó sẽ đi qua được. Đấy mọi người thấy không? Rồi bây giờ cái lá nó, mọi người muốn nó dài bao nhiêu thì tí nữa cái dây này có thể chuyển động được. Mọi người có thể tùy chỉnh cái phần lá, mình có thể kéo lên kéo xuống. Tuy nhiên là mọi người kéo để cho nó cân là được.
mình kéo để cho hai cái dây này nó bằng nhau. Rồi, ok. Xong, thì tí nữa cái này mình sẽ đính nhá. Khi mà mình khâu mình sẽ đính sau. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm những cái quả cherry này nha. Để mình đính xuống dưới. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Mình dùng màu đỏ móc lên một mũi bính. Bây giờ mọi người móc vào trong vòng tròn này 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó mọi người rút dây. Và mình trượt vào mũi đơn đầu tiên. Trượt này. Móc lên một bính. Sang hàng 2. Tại hàng 2 thì mình sẽ móc 6 mũi tăng. Chân mũi đầu tiên móc 2 mũi đơn trung chân thì sẽ gọi là 1 mũi tăng. Trên bên cạnh cũng tăng. Chân số 3 cũng tăng. Chân số 4. Chân số 5. Chân số 6. Rồi, như vậy là mọi người đã ăn được 12 chân mũi. Bây giờ mình lại trượt vào chân mũi đầu tiên. Kéo này và kéo qua đây. Móc lên một bính. Xong hàng 2. Hàng 3 là hàng cuối cùng nha mọi người. Chân đầu tiên móc mũi đơn. Chân bên cạnh móc mũi tăng. Và lặp lại chu trình này. Cứ một đơn thì một tăng. Tăng tức là mình móc hai cái mũi đơn chung vào một chân. Đó. Và tiếp tục đơn rồi tăng. Đơn rồi tăng. Đơn rồi tăng. Đơn và tăng. Như vậy là kết thúc hàng 3. Mình trượt mũi và chân mũi đầu tiên. Mọi người đang có 18 chân mũi nha. Đối với những bạn nào mà lần đầu tiên móc nhá. Ở đây mình đã móc 2 mảnh rồi. Mình sẽ có 2 quả cherry, tổng cộng là 4 miếng. Thì mọi người sẽ làm ra 2 miếng và cắt luôn dây cho mình. Còn bắt đầu đến miếng thứ 3 và miếng thứ 4 thì mình sẽ để nguyên dây và mình sẽ thực hiện trượt nhé. Bây giờ ở đây là quả số 2 mảnh. Một mảnh là cắt rồi, một mảnh là chưa cắt này. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện trượt nha cả nhà. Mình sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên ở đây. Với lại chân mũi đầu tiên ở đây. Mình sẽ móc mũi trượt. Và bây giờ mình móc mũi tương ứng các cái chân mũi luôn. Mọi người có thể lật lại để mọi người xem cho nó rõ. Mình cứ tương ứng từng chân mũi một. Như này. Các bạn chập vào. Rồi và cứ như vậy trượt. Những cái dây thừa thì mình cứ nhét vào trong nhá. Cái này mình sẽ làm quả cherry cho nên là tí nữa mình sẽ nhồi bông. Bây giờ khi mình móc được một đoạn đã. Còn vài mũi thì mình sẽ nhồi bông. Đây. Khi mình sẽ còn một vài mũi như thế này thì bây giờ mọi người sẽ cùng mình nhồi bông nhé. Mọi người lấy một chút xíu bông để nhồi vào. Các bạn không cần nhồi căng quá đâu. Mình sẽ chỉ làm cho nó có đủ cái độ phồng thôi.
Như thế này là ok rồi đó. Rồi, tới đây mọi người sẽ nhét luôn cái cọng này vào đây nhé. Mình sẽ nhét luôn cái cọng này vào đây. Và mình sẽ thực hiện trượt. Trượt luôn thẳng vào đây luôn. Ok, bây giờ tại chân cuối cùng các bạn có thể trượt thêm một mũi nữa để cho nó chắc hơn cái phần đầu. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong. Cắt đi. Bây giờ mọi người sẽ sử dụng cái kim khâu. Các bạn khâu vào. Các bạn khâu khéo khéo một chút nhé. Đây, mình khâu lên cả cái đoạn phần đầu này này. Cái phần đầu, cái chỗ mà có cái dây này rất là quan trọng. Mình khâu vào đây luôn. Để cho cái phần này nó chặt và nó không bị rơi. Ok, sau khi mình đã khâu được một đoạn rồi, chắc chắn rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt len đi thôi, đâm ra đoạn khác. Và mình cắt đi. Như vậy là mình đã xong quả cherry này rồi đấy. Vậy thì là nghe không? Bây giờ mình sẽ làm thêm một lần nữa sang bên này và lắp ráp cái này lên đây là ok nha. Tương tự phương pháp như vậy, mình sẽ được một cái móc như thế này nha mọi người. Bây giờ sẽ cùng mình chập cái phần này vào với nhau nhé. Đây là hai cái vị trí mà chắc chắn là mọi người sẽ phải để nó đối diện nhau. Mọi người sẽ tìm này. Mọi người nhìn thấy không? Đây là có hai cái mũi tăng này. Thì tại chân bên cạnh này. Tương tự như vậy. Ở đây mọi người cũng sẽ có hai cái mũi tăng và tại chân bên cạnh. Nó sẽ nằm ở bên cạnh này. Đây. Hai chân này đối xứng. Bây giờ mình sẽ khâu. Cái đầu này thì mình sẽ để thừa ra một chút. Để tí nữa mình sẽ thực hiện. Mình giấu cho nó dễ nhé. Mình khâu theo kiểu như thế này. Rồi, như vậy là mọi người đã được một mũi. Chân mũi bên cạnh. Mình khâu là mình khâu cả hai chân nhé. Như này. Cái này để ra đây. Ok, bây giờ bắt đầu thực hiện khâu nha.
Rồi, bây giờ mọi người sẽ khâu như vậy. Khi mà khâu được tới đoạn chính giữa. Chính giữa là tại cái chỗ này này, cái chân mũi này, thì mình sẽ dừng lại để mình khâu cái này vào đây. Bây giờ mọi người khâu tương ứng các cái chân mũi đến đoạn giữa này, thì mình sẽ dừng lại và mình hướng dẫn mọi người cái phần khâu này nhé. Bây giờ mình đã khâu được đến giữa. Đây, mọi người nhìn này, nó sẽ thẳng. Thì bây giờ tại cái chỗ này mình sẽ khâu cái mảnh này vào đây. Mọi người có thể khâu cao hoặc là khâu thấp tùy mọi người nhé. Miễn sao là vẫn cứ đảm bảo nó trùng các cái chân mũi với nhau là được. Riêng cái chỗ này thì mình khâu đi khâu lại một chút. Mọi người đừng dùng mũi xoắn mà mình khâu trên này, xong rồi lại dùng khâu dưới này. Khâu như thế này đã. Khi mà khâu cho nó chắc chắn rồi thì mình mới bắt đầu khâu xoắn. Khâu xoắn tức là khâu viền như thế này này. Còn đây mọi người nhìn cái thao tác của mình nó khác nhé. Lấy từ hai hướng. Đấy, khi mà khâu chắc rồi. Ok, khâu chắc rồi thì bắt đầu mình sẽ nhảy sang chân bên này. Đây, khâu xoắn là mình chỉ lấy từ một hướng này thôi. Xong mình cứ ấy thì nó sẽ có cái đường xoắn. Tuy nhiên là vẫn phải đảm bảo đúng các cái chân mũi tương ứng. Đó, thì đây mọi người sẽ nhìn thấy này. Cái phần dây nó sẽ rất là ok. Cái này còn có thể điều chỉnh. Bây giờ mình sẽ khâu đến cái phần miệng hoa bên này. Ví dụ như cái này là mình để vừa một cái AirPod này. Mình sẽ khâu đến phần này. Đến chân bên này. 1, 2 này. Mình sẽ khâu đến đây. Đây sẽ là phần mình kết thúc này. Hai cái mũi ghép đôi đơn ở đây. Xong rồi tại đây này. Đấy, mình kết thúc ở đây. Thì tại cái phần đầu này bao giờ mình cũng khâu cho chắc vào nhá. Xong rồi mình sẽ luồn vào phía trong. Mình khâu viền vào cái phía trong này. Phía trong này mình khâu cho chắc chắn vào. Dấu len thừa xong thì mình sẽ cắt len đi. Rồi, như vậy là đã hoàn thành xong chiếc túi này. Mình sẽ giấu nốt cái cọng này đi nhá. Cái chỗ này là cái đầu còn lại ấy. Rồi, mình đã giấu xong. Bây giờ sẽ cùng mình nhìn cái sản phẩm nhé. Cái này thì mọi người có thể đựng được son hoặc là những cái nó nhỏ nhỏ một chút để cho nó đỡ bị thất lạc. Đấy, mình luồn vào như này thì là mình đã thắt được rồi. Rất là đáng yêu đúng không? Cái này nó còn có hai mặt. Hai mặt, mặt nào cũng đều được. Cái này thì mọi người có thể điều chỉnh cho cái lá nó cao lên hoặc thấp xuống tùy mọi người. Rồi, như vậy là hoàn thành xong. Hy vọng là mọi người sẽ có một sản phẩm thật là xinh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.